buồn ngãi, các pháp sư nuôi vong ma xó để làm gì? Có nhiều loại bùa ngải khác nhau nhưng đều là cách mà các pháp sư sai khiến các vong hồn để đi làm hay thực hiện những gì mà họ yêu cầu. Để luyện bùa ngải, trước tiên các pháp sư phải có khả năng nhìn thấy các vong hồn, và để đạt được cảnh giới cao nhất và khai mở được luân xa số 7. Họ cắt đầu trinh nữ đã khuất mang về đặt lên bàn thờ để luyện, hoặc uống máu người mới chết để có thể thông được đôi mắt âm dương và phải thường xuyên ngồi ngoài nghĩa địa vào giữa đêm cho đến khi âm dương tương tác thì lúc ấy ma xó mới thiên và gia chủ cầu may là được may. Nghe được tiếng nói của các vong hồn chưa siêu thoát là những bài học cơ bản nhất để có thể trở thành một pháp sư giỏi. Sau khi đã đạt cảnh giới cơ bản của mỗi pháp sư, họ bắt đầu tìm cho mình một xác chết thai nhi đã được ướp còn nguyên vẹn và bắt đầu công việc luyện nuôi vong ma xó để giữ nhà và sai khiến. Để luyện thành công một con ma xó, phải tìm được xác thai nhi còn nguyên vẹn và bắt đầu nuôi vong. Họ tin rằng các hồn ma trẻ nhỏ linh thiêng và có thể bảo vệ cho cả gia đình khỏi những hiểm nguy đe dọa. Tinh thần trong sáng của đứa bé kết hợp chú thuật và thần lực của các vị tổ thông qua việc tế luyện công phu của pháp sư sẽ cho ra đời một tiểu quỷ có nhiều khả năng đặc biệt. Cách pháp sư sai khiến ma xó để đạt mục đích của mình. Bởi vì họ cúng cho các vong linh ăn mỗi ngày, đọc thần chú hoặc đếm bùa để các vong linh buộc phải tuân theo khẩu lệnh thần chú của họ mỗi khi cần triệu hồi để làm một việc gì đó. Việc luyện và nuôi vong một con ma xó để sai khiến sẽ cho kết quả đạt mục đích nhanh hơn so với những phương pháp sử dụng bùa chú thông thường và khách hàng thường sẽ hài lòng hơn. Khi ai đó đến xin bùa mong đạt được mục đích của mình thực chất là điều động vong linh đi theo để gia hộ cho thân chủ, những vong linh này sẽ làm theo những lời sai khiến do pháp sư niệm chú để thực hiện đúng ý đồ, chúng sẽ tác động đến thần thức hay những người xung quanh chúng ta để chúng ta có thể đạt được mục đích của mình một cách nhanh nhất và chính xác nhất, thậm chí có thể xui khiến làm thiệt mạng đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta. Nhiều doanh nhân làm ăn hay giới nghệ sĩ trên khắp thế giới cũng thường xuyên sang Thái Lan để thỉnh những lọ phép được sơn bùa chú vào đó để hộ thân và gia hộ trong việc làm ăn được thịnh vượng suôn sẻ hơn. Ở Việt Nam, phong tục nuôi ma xó của các pháp sư hoặc những người có khả năng tâm linh chỉ để giữ nhà, giữ vườn khỏi kẻ trộm và bàn thờ rất đơn giản, sơ sài chỉ với lư hương và vài cây nhang. Thỉnh thoảng cũng có cúng ít bánh trái và những vong ma xó này chỉ là những vong linh vất vưởng không nơi nương tựa. Theo quan niệm của người Thái thì gian giữa, gốc đầu của ngôi nhà chính là vị trí quan trọng và linh thiêng nhất. Vì vậy, đây cũng chính là nơi ma xó được thờ và không phải ai cũng có thể lại gần được. Ma đàn ông, ma canh nhà hay ma giữ nhà đều là những tên gọi khác của ma xó. Tuy gọi là ma, nhưng thực chất đây lại là những người thân đã mất. Với người Thái, khi người trong nhà chết thì sẽ trở thành ma về trông nom nhà cửa, con cháu. Do đó, thờ ma canh nhà chính là sự thể hiện tôn kính với tổ tiên. Nhưng không biết từ khi nào và bắt nguồn từ đâu, hai từ ma xó đã trở thành cái tên gọi chung của tập tục này. Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ, phù hộ con cháu mạnh khỏe, mà với người dân nơi đây ma xó còn giúp họ xua đuổi khi ma cà rồng, ma rừng về làm điều ác. Họ cho rằng lượng ma của một nhà nhiều hay ít phụ thuộc vào số người chết trong gia đình. Tác hại không lường từ việc chơi ngải và nuôi vong. Nhiều người cứ theo lời người này người kia mà chơi ngải và nuôi vong mà không biết rõ tác hại, nguy hiểm và hậu quả của việc này như thế nào. Việc nuôi vong hay chơi ngải của các pháp sư đều có hại về sau, vì đến một lúc nào đó pháp lực yếu đi hoặc sức khỏe kém sẽ bị chính các vong linh đó phản lại tác dụng và thậm chí sẽ bị chiếm hữu thân xác, hay còn gọi là hiện tượng nhập xác, hoặc chính những người khách được các pháp sư triển khai những loại hình này cũng bị những điều tương tự, và đó cũng chính là kết quả của quy luật nhân quả mà ra. Có những người dùng loại bùa ngải có tác dụng nghịch, tức là thay vì hút những cái hên thì loại bùa ngải này sẽ hút những cái xui cho người đó. Người trúng bùa ngải có thể bị ngớ ngẩn, bệnh hoạn, thậm chí là chết. Đôi khi người bị hại cũng có một ân oán nào đó trước đây trong đời này hoặc kiếp trước với người bỏ bùa, nên việc họ bị hại cũng là một quả báo. Dù lý do có là thế nào thì việc sử dụng bùa ngải chẳng có gì tốt đẹp mà chỉ là tạo thêm một vòng luân hồi của thù oán. Đừng vội nóng ruột khi bạn thấy sự thành công nhanh chóng của người khác có được từ bùa ngải.
Một ngày đẹp trời nào đó họ cũng sẽ đi xuống nhanh chóng như lúc họ đi lên, vì đó là quy luật tất yếu. Cho nên thay vì cố gắng đi xin bùa, ta hãy sống bằng năng lực của chính mình và biết chấp nhận, vui vẻ với những gì mình có, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc đời. Nhiệm vụ của mỗi con người chúng ta khi sống đó là liên tục tạo phúc và tiêu trừ nghiệp quả của mình.